Đâu cái bài đây là cái gì? Gì hết. Nhưng mà nó kết hợp với một cái nghệ sĩ nào đó thì dễ cái này kết hợp được. Đây là bên trong. Bên trong thì y như những cái mẫu khó khác thôi. Không có gì nữa. Disney mà cái collection này là collection Bạch Tuyết, Snow White, Spooky Eye. Yeah, they're so cute, so cool ha, nhìn ngầu ha, những cái hoa văn này như tattoo. Không biết có nên mua cái kiểu gắn vào thi không nào. So cool. So cool. Xin chào các bạn.